Buổi ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục cái bài 1, đó là những vấn đề chung về nghĩa vụ, và chúng ta tập trung vào nội dung đó là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Nghĩa vụ đã tồn tại rồi thì trong những trường hợp nào nghĩa vụ chấm dứt, đó là cái nội dung mà chúng ta sẽ làm rõ trong buổi ngày hôm nay. Trước khi đi vào chi tiết, tôi mời một bạn trong lớp đọc giúp cho tôi căn cứ quy định chung về các căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Mời một bạn trong lớp đọc cho tôi điều 372 nhỉ. Mời bạn trong lớp đọc giúp điều 372 đi các bạn. Điều 372 căn cứ chấm dứt nghĩa vụ Em chấm dứt trong để cái camera nó rõ hơn một chút đâu, người ta không nhìn được hết, không nhìn được toàn bộ mặt của em. Em để cái cam của em nó bị mờ lắm thầy ạ, nó để xuống nó cũng bị mờ. nhưng mà ít ra để cho các bạn nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ấy. Đây đấy, nhìn được thấy một phần của khuôn mặt. Điều Rồi. 372 căn cứ chấm dứt nghĩa vụ. Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây: một, nghĩa vụ được hoàn thành; hai, theo thỏa thuận của các bên; ba, bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ; bốn, nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác; năm, nghĩa vụ được bù trừ; sáu, bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một; bảy, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết; tám, bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân pháp nhân đó thực hiện; 9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác; 10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác; 11. Trường hợp khác do luật quy định. Rồi, cảm ơn em. Thì chúng ta thấy Bộ luật dân sự ở điều 200, 372 đã liệt kê các căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ. Thì chúng ta lần lượt đi vào giới thiệu, phân tích một cách ngắn gọn các cái căn cứ này. Thì chúng ta thấy trong danh sách này, căn cứ đầu tiên làm chấm dứt nghĩa vụ, đó là nghĩa vụ được hoàn thành. Căn cứ đầu tiên trong các căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ, đó là nghĩa vụ được hoàn thành. Thì đây là cái căn cứ mà theo tôi nó hiển nhiên nhất. Đó là cái căn cứ mà theo tôi nó hiển nhiên nhất, làm chấm dứt nghĩa vụ. Nghĩa vụ sinh ra là để thực hiện. Và một khi nó được hoàn thành thì nó chấm dứt. Và khi nào để được coi là hoàn thành nghĩa vụ thì chúng ta đã có quy định ở điều 200, 373 và 374. Trong đó điều 373 khẳng định nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc thực hiện một phần nghĩa vụ nhưng phần còn lại được bên có quyền miễn thực hiện. Thì đấy là cái nội dung về khái niệm nghĩa vụ được hoàn thành. Thì cái căn cứ này tôi nghĩ rằng cũng không cần phải phân tích sâu, bởi vì đó là cái căn cứ mang tính chất đương nhiên. Chẳng hạn A có nghĩa vụ trả tiền cho B. Khi A trả toàn bộ tiền cho B thì nghĩa vụ được hoàn thành và như vậy nghĩa vụ này chấm dứt. Và điều này chắc cũng không cần nhiều bình luận. Và chúng ta chỉ lưu ý nhỏ, đây là cái căn cứ đầu tiên và đây là cái căn cứ vì sao các nhà làm luật lại đưa vào hàng thứ nhất, bởi vì nó là căn cứ phổ biến nhất. Và như vậy chúng ta đã thấy cái căn cứ đầu tiên làm chấm dứt nghĩa vụ, đó là nghĩa vụ được hoàn thành. Căn cứ thứ hai, nghĩa vụ chấm dứt theo thỏa thuận của các bên. Đó, nghĩa vụ chấm dứt theo thỏa thuận của các bên. Thì cái này chúng ta có mấy cái điểm lưu ý như sau. Nghĩa vụ là quan hệ giữa người có quyền, bên có quyền và bên có nghĩa vụ. Đó là quan hệ giữa hai bên. Thì nghĩa vụ này sinh ra có thể nhiều từ nhiều căn cứ khác nhau. Nhưng nghĩa vụ
là phục vụ cho lợi ích của người có quyền, ràng buộc người có nghĩa vụ, thì các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận chấm dứt nó. Và cái này cũng là cái lẽ đương nhiên. Và điều 375 có đưa ra một số cái lưu ý liên quan tới chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận. Đó là các bên có thể thỏa thuận chấm dứt nghĩa vụ bất kỳ lúc nào, nhưng không được gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Thì theo tôi, cái phần lưu ý này cũng không thực sự quan trọng, bởi vì nó theo nguyên tắc chung, đó là đã là thỏa thuận thì không được vi phạm điều cấm, không được trái đạo đức xã hội. Và chúng ta thấy đã là thỏa thuận thì chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định ở điều 3 Bộ luật dân sự, và không được xâm phạm đến lợi ích của người khác thì cũng đã được quy định ở điều 3 Bộ luật dân sự, nguyên tắc cơ bản mà chúng ta đã học ở kỳ trước. Để hiểu thôi, chúng ta có thể lấy một cái ví dụ. A và B thỏa thuận A cho B thuê tài sản trong một thời hạn nhất định. A và B có cái hợp đồng thuê tài sản có thời hạn, ví dụ là 1 năm. A là người cho thuê, B là người đi thuê. Thì như vậy từ cái hợp đồng này chúng ta hình thành một cái nghĩa vụ, đó là B phải thuê trong vòng 1 năm. Nhưng vì một cái lý do nào đó, A và B có thể thỏa thuận là chấm dứt cái hợp đồng này năm, ví dụ đến tháng thứ 8 thì chấm dứt. Thì trong trường hợp này, nghĩa vụ của B là thuê trong vòng 1 năm, nó chấm dứt trước thời hạn, và cái này nó theo thỏa thuận. Thì theo tôi cũng không có gì đặc biệt. Nghĩa vụ là quan hệ giữa các bên, các bên có thể quyết định chấm dứt nó như các bên mong muốn. Đấy là cái căn cứ thứ hai. Căn cứ thứ ba mà Bộ luật dân sự có quy định, đó là bên có quyền miễn thực hiện nghĩa vụ. Khi bên có quyền miễn thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ chấm dứt. Và Bộ luật dân sự ở điều 376 có quy định về chấm dứt nghĩa vụ do miễn thực hiện nghĩa vụ. Cụ thể theo khoản 1, nghĩa vụ chấm dứt khi bên có quyền miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thì trong trường hợp này chúng ta hiểu rằng nghĩa vụ là để thực hiện phục vụ cho người có quyền. Chính vì vậy người có quyền có những cái ưu quyền và họ có thể quyết định miễn cho người có nghĩa vụ. Thì Bộ luật dân sự theo hướng người có quyền có thể miễn thực hiện nghĩa vụ. Chẳng hạn A phải trả cho B một khoản tiền, và như vậy B là người có quyền, A là người có nghĩa vụ, thì trong trường hợp này B hoàn toàn có thể miễn thực hiện nghĩa vụ cho A. Khi B miễn thực hiện nghĩa vụ cho A thì nghĩa vụ này chấm dứt. Thì đây là cái điểm mà chúng ta lưu ý về miễn thực hiện. Liên quan tới miễn thực hiện nghĩa vụ này thì chúng ta có mấy cái điểm lưu ý. Lưu ý thứ nhất là chính Bộ luật dân sự đã khẳng định là khi nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm được miễn thì biện pháp bảo đảm cũng chấm dứt. Tức là bên cạnh nghĩa vụ chấm dứt thì biện pháp bảo đảm cũng chấm dứt. Thì cái này chúng ta cũng không có nhiều cái khó khăn trong việc nhận thức. Và sau này bài số 3 chúng ta học về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì chúng ta sẽ hiểu rằng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là biện pháp bảo đảm mang tính chất phụ. Phụ có nghĩa là khi chính chấm dứt thì phụ chấm dứt. Thì trong trường hợp này miễn thực hiện nghĩa vụ thì chúng ta thấy nghĩa vụ nó chấm dứt, và khi nghĩa vụ chấm dứt thì biện pháp bảo đảm là cái quan hệ phụ nó cũng chấm dứt. Thì cái này cũng không có nhiều bình luận, và sau này chúng ta học về biện pháp bảo đảm chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Ở đây chúng ta lưu ý một cái điểm nhỏ là khi miễn thực hiện nghĩa vụ thì liệu có sự đồng ý của người có quyền hay không? Khi người có quyền miễn cho người có nghĩa vụ thì liệu có cần sự đồng ý của người có nghĩa vụ hay không?
Thì đây là cái câu hỏi mà bộ luật dân sự còn bỏ ngỏ. Và cái lưu ý tiếp theo, bộ luật dân sự bảo miễn thực hiện nghĩa vụ. Thì ở đây chúng ta lưu ý miễn trong thực tế có thể là miễn toàn bộ. Miễn ở đây cũng có thể là miễn một phần. Nếu miễn toàn bộ thực hiện nghĩa vụ, thì trong trường hợp này nghĩa vụ chấm dứt toàn bộ. Còn nếu chỉ là miễn một phần nghĩa vụ, thì lúc này cái phần được miễn chấm dứt và phần còn lại vẫn có giá trị pháp lý. Thì đây là cái điểm mà chúng ta lưu ý về cái căn cứ thứ ba, bên có quyền miễn thực hiện nghĩa vụ. Căn cứ tiếp theo mà bộ luật dân sự có đề cập đến đó là nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác. Chúng ta thấy nghĩa vụ nó được nhận diện thông qua đối tượng của nó. Và chúng ta thấy khi đối tượng khác nhau, nghĩa vụ khác nhau và các nghĩa vụ này có thể thay thế được. Thì khi nghĩa vụ được thay thế, cái nghĩa vụ được thay thế sẽ chấm dứt. Thì ở đây chúng ta có một số cái lưu ý. Bộ luật dân sự có lưu ý một số điểm liên quan tới chấm dứt nghĩa vụ do được thay thế bằng nghĩa vụ khác. Thứ nhất, về khả năng thay thế, thì bộ luật dân sự có đưa ra những cái giới hạn ở khoản 3, điều 377. Cụ thể là trường hợp nghĩa vụ là nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân không thể chuyển giao cho người khác được thì không thể thay thế bằng nghĩa vụ. Nôm na, việc thay thế nghĩa vụ này không được áp dụng cho nghĩa vụ mang tính chất nhân thân, gắn liền với nhân thân. Thì cái này chúng ta cũng thấy dễ hiểu. Thì bộ luật dân sự đã liệt kê nghĩa vụ cấp dưỡng thì không thể thay thế bằng cái nghĩa vụ khác được, bởi vì đây là cái nghĩa vụ gắn liền với nhân thân. Thì đấy là cái điểm lưu ý thứ nhất về trường hợp thay thế thực hiện nghĩa vụ. Ở đây thì chúng ta thấy bộ luật dân sự nói là theo thỏa thuận. Thì khi thỏa thuận về thay thế nghĩa vụ thì nghĩa vụ ban đầu chấm dứt. Và đây là cái căn cứ để chấm dứt nghĩa vụ. Chẳng hạn, A có nghĩa vụ trả tiền cho B. Chẳng hạn, A có nghĩa vụ trả tiền cho B. Ở đây, nghĩa vụ tồn tại giữa A và B. Đối tượng của nghĩa vụ là trả một khoản tiền. Sau này, các bên có thể thỏa thuận là thay vì A trả cho B một khoản tiền, thì A có thể trả cho B bằng một cái vật nào đó. Bằng một cái vật cụ thể nào đó. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy nghĩa vụ ban đầu là nghĩa vụ trả tiền. Nghĩa vụ sau này được các bên thỏa thuận thay thế, đó là nghĩa vụ giao vật. Thì trong trường hợp này, theo quy định mà chúng ta vừa phân tích, đây là một căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Cái nghĩa vụ được chấm dứt ở đây chính là nghĩa vụ trả tiền. Nó được thay thế bằng nghĩa vụ giao vật. Thì đấy là một số cái lưu ý về cái căn cứ chấm dứt thực hiện nghĩa vụ do được thay thế bằng nghĩa vụ khác. Chúng ta chuyển sang cái căn cứ tiếp theo, đó là nghĩa vụ được bù trừ. Đây là một cái khái niệm mà chúng ta nên nắm vững, bởi vì trong thực tiễn nghĩa vụ được bù trừ rất thường xuyên có tranh chấp và thường xuyên được vận dụng trong thực tiễn. Và như vậy chúng ta cần lưu ý tới cái bù trừ một chút so với các căn cứ khác, bởi vì căn cứ này nó cũng hơi trừu tượng và nó cũng hay làm phát sinh những cái tranh chấp. Thì xoay quanh căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ do bù trừ này, chúng ta có mấy điểm lưu ý như sau. Lưu ý thứ nhất, vì sao bù trừ lại là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ? Thì bù trừ có nghĩa là có hai nghĩa vụ. Hai nghĩa vụ này bù trừ cho nhau. Thì hai nghĩa vụ này được chấm dứt. Tùy theo cái mức độ của nghĩa vụ thì sẽ có nghĩa vụ được chấm dứt toàn bộ hoặc có nghĩa vụ chỉ được chấm dứt một phần thôi.
Để hiểu rõ hơn, chúng ta lấy một cái ví dụ sau đây, rất phổ biến trong thực tiễn. A phải trả cho B một khoản tiền. A phải trả cho B một khoản tiền. Ví dụ, số tiền là 100. Theo hợp đồng mua bán, A phải trả cho B một khoản tiền là 100. Bên cạnh đó, B lại phải trả cho A một khoản tiền. Ví dụ, như xuất phát từ một hợp đồng dịch vụ, B lại phải trả cho A một khoản tiền từ hợp đồng dịch vụ. Cái mức tiền ở đây là 80. Như vậy A phải trả cho B 100 trên cơ sở hợp đồng mua bán. B phải trả cho A 80 trên cơ sở hợp đồng dịch vụ. Thì theo Bộ luật dân sự, cụ thể theo điều 372, khi nghĩa vụ của A đối với B và nghĩa vụ của B đối với A bù trừ cho nhau thì nó làm chấm dứt nghĩa vụ. Nó làm chấm dứt nghĩa vụ. Trường hợp này chúng ta có thể hiểu nghĩa vụ của B đối với A chấm dứt toàn bộ và nghĩa vụ của A đối với B chấm dứt ở mức độ 80. Và như vậy nó chỉ còn 20 thôi. Đấy là cái khái niệm về bù trừ rất phổ biến trong thực tiễn. Đấy là lưu ý về cái khái niệm. Cái điều kiện để bù trừ. Điều kiện để bù trừ. Thì chúng ta lưu ý bù trừ nghĩa vụ được quy định ở điều 378 và 379. Đây là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Cái cơ sở để điều chỉnh về bù trừ nghĩa vụ được quy định ở điều 378 và điều 379. Thì vừa rồi chúng ta giải thích vì sao nó là căn cứ nhằm chấm dứt nghĩa vụ. Thì bây giờ chúng ta phải lưu ý thêm là cái cơ chế điều chỉnh của nó được thể hiện ở điều 378 và điều 379. Thì đây chúng ta có lưu ý như sau. Trong một số trường hợp, pháp luật không cho phép bù trừ nghĩa vụ. Đó. Trong một số trường hợp, pháp luật không cho phép bù trừ nghĩa vụ. Đó là trường hợp được quy định ở điều 379 Bộ luật dân sự năm 2015. Đây là nghĩa vụ đang có tranh chấp. Khi có đang tranh chấp thì nghĩa vụ này không được bù trừ cho nhau. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín là những trường hợp mà pháp luật không cho bù trừ. Thì cái này hiện nay chúng ta khó lý giải vì sao những trường hợp này không cho bù trừ. Bởi vì bộ luật có liệt kê những trường hợp này không cho bù trừ nhưng không thực sự lý giải rõ vì sao không được bù trừ. Nhưng phân tích các quy định về phần sau này, nhất là phần về chuyển giao nghĩa vụ, thì chúng ta có thể hiểu bởi vì đây là những cái vụ mà các nhà lập pháp dường như cho rằng đó là nghĩa vụ gắn liền với nhân thân. Và khi đó là các nghĩa vụ gắn liền với nhân thân thì nó không được bù trừ. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể lý giải vì sao nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín không được bù trừ. Tương tự như vậy, nghĩa vụ cấp dưỡng và những trường hợp khác. Thì đấy là chúng ta thấy thực chất ở cái khoản 2 và khoản 3 này, chúng ta có thể hiểu đó là nghĩa vụ mang tính chất nhân thân mà các nhà làm luật xuyên suốt trong bộ luật sự hiện nay không cho phép bù trừ. Lưu ý tiếp theo, để bù trừ thì đó phải là nghĩa vụ về tài sản cùng loại đối với nhau. Đó là nghĩa vụ về tài sản cùng loại đối với nhau. Bộ luật dân sự nói trường hợp các bên có cùng có nghĩa vụ về tài sản cùng loại đối với nhau. Ở đây, cái nghĩa vụ tài sản cùng loại đối với nhau thông thường là nghĩa vụ trả tiền. Thông thường là nghĩa vụ trả tiền. Về mặt lý thuyết, chúng ta có thể hiểu nghĩa vụ về tài sản cùng loại thì có thể nó không phải là tiền. Nhưng trong thực tiễn, hiện nay, cái chế định này nó giới hạn. Không phải là trong thực tiễn hôm nay nó tập trung vào trường hợp bù trừ tiền. Như ví dụ mà chúng ta đã nêu ở phần trên, A phải trả cho B 100 theo hợp đồng mua bán, B phải trả cho A 80 của
hợp đồng dịch vụ. Cả hai nghĩa vụ này thì chúng ta thấy đều là nghĩa vụ cùng về tài sản và là cùng loại. Và đây là cái trường hợp rất phổ biến. Lúc này chúng ta thấy là cái nghĩa vụ hai bên đều có quyền, hai bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Thì chúng ta lưu ý tiếp theo, để được bù trừ thì ngoài cái điều kiện là nghĩa vụ về tài sản cùng loại, thì Bộ Luật Dân sự còn lưu ý thêm là nghĩa vụ đến hạn. Để được bù trừ thì đó phải là nghĩa vụ đến hạn. Đến hạn. Nếu nghĩa vụ nó chưa đến hạn thì theo Bộ Luật Dân sự là chưa được bù trừ. Chẳng hạn trong ví dụ vừa rồi, chúng ta thấy A phải trả cho B 100 và B phải trả cho A 80 theo hợp đồng dịch vụ. Nếu nghĩa vụ của A đối với B đã đến hạn nhưng nghĩa vụ của B đối với A chưa đến hạn thì hai nghĩa vụ này chưa được bù trừ cho nhau. Để được bù trừ thì đó là cùng đến hạn. Chúng ta phải lưu ý. Đây là cái điều kiện mà rất hay gây tranh chấp. Bởi vì đây là cái điểm khó. Để được bù trừ thì phải là cùng đến hạn. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hiện nay chưa thực rõ về trường hợp pháp luật quy định khác về cái bù trừ nghĩa vụ chưa đến hạn. Kinh nghiệm cho thấy trong một số trường hợp trong lĩnh vực phá sản thì có thể cho phép bù trừ trước thời hạn. Nhưng hiện nay thì trong Bộ Luật Dân sự chỉ có cái quy định quét, đó là trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Về hệ quả của bù trừ thì cái này tôi cũng đã nói từ phần trước, đó là nghĩa vụ chấm dứt, nghĩa vụ nhỏ chấm dứt toàn bộ, nghĩa vụ lớn thì chấm dứt ở cái phần giá trị của nghĩa vụ nhỏ. Thì cái nội dung này cũng được nhắc lại ở khoản 2 điều 378, trường hợp giá trị của tài sản hoặc công việc tương đương nhau thì các bên thanh toán cho nhau giá, không tương đương nhau thì các bên thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch. Thì có nghĩa là chấm dứt ở cái phần giá trị nhỏ, còn cái phần còn lại, phần chênh lệch sẽ tiếp tục phải thực hiện. Thì đấy là liên quan tới bù trừ. Một cái lưu ý tiếp theo ở góc độ thực tiễn, điều này Bộ Luật Dân sự không nói rõ nhưng chúng ta phải lưu ý là bù trừ rất thường xuyên có tranh chấp tại tòa án và tại trọng tài. Tuy nhiên cần phải lưu ý tới cái khía cạnh tố tụng khi chúng ta viện dẫn bù trừ. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta quay lại cái ví dụ mà chúng ta đã lấy ở phần đầu của cái phần này, đó là A phải trả cho B một khoản tiền là 100 trên cơ sở hợp đồng mua bán. Thì trong trường hợp này có thể xảy ra trường hợp B khởi kiện A ra tòa, B khởi kiện A ra trọng tài. Rất phổ biến trường hợp này là B yêu cầu A phải trả 100 thì B khởi kiện A để trả 100. Trong quá trình B khởi kiện A để trả 100 thì thường xuyên A cho rằng B còn phải trả A một khoản tiền. Ví dụ như trong trường hợp vừa rồi là 80 trên cơ sở hợp dịch vụ. Thì cái việc B yêu cầu bù trừ, viện dẫn việc bù trừ, thì chúng ta hiểu thực chất B kiện A trên cơ sở 100. Và A lại cho rằng B phải nợ A 80. Thì B thực chất là một cái vụ kiện mới. Vụ kiện này được nhập vào một vụ kiện trước là B kiện A 100. Thì trong trường hợp này, cái yêu cầu kiện 80 sau ấy, trong tố tụng dân sự tại tòa án, người ta gọi là đơn phản tố. Còn trong tố tụng trọng tài thì người ta nói đó là đơn kiện lại. Thì chúng ta có một điểm lưu ý, đó là khi làm đơn phản tố, khi làm đơn kiện lại thì chúng ta phải tuân thủ các quy định như một cái đơn khởi kiện. Chẳng hạn như ở trọng tài thì phải nộp phí trọng tài. Thì đây là cái điểm mà
rất nhiều bị đơn thường quên và mãi sau này mới làm đơn phản tố hay làm đơn kiện lại thì lại muộn so với các yêu cầu của đơn khởi kiện và đôi khi không được giải quyết trong cùng một vụ án mà đành phải đợi tách ra một cái vụ án khác để khởi kiện. Thế đây là cái điểm lưu ý về mặt tố tụng. Chúng ta lưu ý khi viện dẫn bù trừ thì thực chất ở tố tụng dân sự đó là làm đơn kiện phản tố, còn ở tố tụng trọng tài thì đó là làm đơn kiện lại. Thì đơn phản tố hay đơn kiện lại phải tuân thủ các quy định về đơn khởi kiện, ví dụ như phải đóng phí. Thì trong trường hợp này chúng ta lưu ý là phải tuân thủ, nếu không thì viện dẫn thì không được chấp nhận xem xét mà chúng ta phải làm một cái vụ kiện khác. Thế đây là cái điểm mà tôi lưu ý là kinh nghiệm khi giải quyết ở trọng tài thường xuyên gặp trường hợp như vậy. Đó là B kiện A đòi 100, sau đó để A lại nói rằng B phải trả cho A 80, thì cái việc sau này cần phải tuân thủ đó là làm cái đơn kiện lại. Đấy là cái căn cứ số 5 về bù trừ nghĩa vụ. Chúng ta chuyển sang căn cứ số 6 được quy định ở điều 372. Đó là bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập là một. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập là một. Đây là một căn cứ khá lạ nhưng nó đòi hỏi chúng ta tư duy một chút để chúng ta hiểu về cái căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Điều 380 có cố gắng làm rõ căn cứ này với cái nội dung là chấm dứt nghĩa vụ do hòa nhập bên có nghĩa vụ và bên có quyền, thì chỉ có nêu đơn giản như này: khi bên có nghĩa vụ trở thành bên có quyền đối với nghĩa vụ chính, đối với chính nghĩa vụ đó thì nghĩa vụ chấm dứt. Tại sao hòa nhập là một lại là chấm dứt? Thì để hiểu rõ hơn chúng ta nghiên cứu cái tình huống mà cũng phổ biến như sau. Công ty A phải trả cho công ty B một khoản tiền. Công ty A phải trả cho công ty B một khoản tiền. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy tồn tại một nghĩa vụ. A là bên có nghĩa vụ, B là bên có quyền. Tuy nhiên sau này A và B sáp nhập lại với nhau. A và B sáp nhập lại với nhau. Và như vậy bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập là một. Thì theo bộ luật dân sự, nghĩa vụ của A đối với B mà chúng ta đã thấy ở trên nó chấm dứt. Vì sao nó chấm dứt? Thì chúng ta đã hiểu rằng nghĩa vụ là một quan hệ. Và trong quan hệ này phải đáp ứng cái yêu cầu đó là một bên có quyền và một bên có nghĩa vụ tương ứng. Phải có hai bên, một bên có quyền và một bên có nghĩa vụ tương ứng. Thì trong trường hợp này, khi A và B sáp nhập lại với nhau, chúng ta không thấy tồn tại hai chủ thể, một người một bên có quyền và một bên có nghĩa vụ tương ứng nữa. Thì trong trường hợp này, chúng ta hiểu nghĩa vụ nó phải chấm dứt. Bởi vì một trong những yêu cầu của nghĩa vụ mà chúng ta đã phân tích trong phần khái quát nghĩa vụ, đó là phải có hai bên, một bên có quyền và một bên có nghĩa vụ tương ứng. Khi hòa nhập là một rồi, thì không còn hai chủ thể nữa, không còn bên có quyền, không còn bên có nghĩa vụ nữa. Và trường hợp này, nghĩa vụ đã chấm dứt. Sáp nhập là một ví dụ của việc chấm dứt nghĩa vụ. Trong thực tế, chúng ta còn hình dung một cái trường hợp nữa có thể làm chấm dứt nghĩa vụ. Một trường hợp nữa có thể làm chấm dứt nghĩa vụ. Đó là A cho B thuê một cái tài sản. A cho B thuê một tài sản. Thì từ cái hợp đồng thuê này chúng ta thấy hình thành rất nhiều nghĩa vụ. A có nghĩa vụ đối với B và B có nghĩa vụ đối với A, ví dụ như nghĩa vụ trả tiền. Như vậy chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều nghĩa vụ, mà trong đó một bên có quyền, một bên có nghĩa vụ. A là người có quyền, B là người có nghĩa vụ tương ứng, hoặc là ngược lại, bởi vì đây là quan hệ song vụ. Sau đó, sau khi ký hợp đồng thuê một thời gian, A là bên cho thuê, B là bên thuê,
thì B lại trở thành chủ sở hữu căn nhà. B lại trở thành chủ sở hữu tài sản, ví dụ như chủ sở hữu căn nhà đó. Như vậy lúc này trên cùng đầu của B vừa là bên đi thuê, vừa là chủ sở hữu. Bởi vì trong quá trình thuê, A hoàn toàn có thể chuyển quyền sở hữu cho B. Thì trong trường hợp này, cái hợp đồng thuê đấy nó cũng chấm dứt. Bởi vì nó không còn hai chủ thể nữa. Nghĩa vụ của hợp đồng thuê nó không tồn tại nữa. Và cái hợp đồng thuê này cũng chấm dứt. Bởi vì nó có sự hòa nhập là một. Thì đấy là hai cái ví dụ. Đó là cái ví dụ về việc hòa nhập. Hòa nhập người có quyền và hòa nhập người có nghĩa vụ. Thì chúng ta lấy hai cái ví dụ vừa rồi để chúng ta hiểu và chúng ta đã lý giải vì sao cái nghĩa vụ này nó chấm dứt. Căn cứ tiếp theo, căn cứ tiếp theo để làm chấm dứt nghĩa vụ, đó là theo khoản 7, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết. Theo Bộ luật Dân sự thì nghĩa vụ chấm dứt, nghĩa vụ chấm dứt khi thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết. Điều 381 có làm rõ hơn một chút với cái nội dung khi thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết thì nghĩa vụ chấm dứt. Thì ở đây chúng ta có một vài cái lưu ý liên quan đến căn cứ này. Đôi khi chúng ta gặp cái khó khăn trong việc nhận thức và đôi khi có sự nhầm lẫn trong việc nhận thức. Thì chúng ta lưu ý như sau. Trong Bộ luật Dân sự mà chúng ta đã học ở kỳ trước, trong Bộ luật Dân sự mà chúng ta đã học ở kỳ trước thì chúng ta có 4 loại thời hiệu. Chúng ta có 4 loại thời hiệu ở điều 150. Thời hiệu thứ nhất là thời hiệu hưởng quyền. Thời hiệu hưởng quyền, ví dụ như thời hiệu mà chúng ta đấy chiếm hữu 10 năm, chiếm hữu 30 năm đối với bất động sản là thời hiệu hưởng quyền. Thời hiệu thứ hai theo điều 150 là thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ. Dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó, người có nghĩa vụ dân sự được miễn thực hiện nghĩa vụ. Đấy là thời hiệu thứ hai, là thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ. Thời hiệu thứ ba là thời hiệu khởi kiện. Tức là cái quyền khởi kiện ra tòa án, quyền khởi kiện ra trọng tài. Và cái thời hiệu thứ tư được quy định ở điều 150, đó là thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nó khác với thời hiệu khởi kiện, đó là khởi kiện thì là vụ án dân sự. Còn thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự thì đó là việc dân sự. Nhưng chốt lại, theo điều 150 mà chúng ta đã học ở kỳ trước, có 4 loại thời hiệu. 4 loại thời hiệu. Thời hiệu hưởng quyền, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu giải quyết việc dân sự. Thì chúng ta lưu ý, theo điều 372 và theo điều 381 thì chỉ có một loại thời hiệu làm chấm dứt nghĩa vụ mà thôi. Chỉ có một loại thời hiệu làm chấm dứt nghĩa vụ mà thôi. Đó là thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ. Còn các loại thời hiệu khác không là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Không là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Đối với các thời hiệu khác, nhất là thời hiệu khởi kiện. Ví dụ, A phải trả cho B một khoản tiền. A phải trả cho B một khoản tiền. Xuất phát từ hợp đồng, A phải trả cho B một khoản tiền. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, cụ thể là điều 429, thời hiệu khởi kiện để thực hiện nghĩa vụ này là 3 năm. Cho nên B phải khởi kiện A trong thời hạn 3 năm. Nếu sau 3 năm từ khi A phải trả tiền cho B mà B mới khởi kiện thì trong trường hợp này thời hiệu khởi kiện của B đã chấm dứt. Thời hiệu khởi kiện của B đã chấm dứt. Tức là B khởi kiện A để trả tiền đó đã chấm dứt. Thì trong trường hợp này thời hiệu khởi kiện chấm dứt
không là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Không là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Không là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Cụ thể trong trường hợp này, B không được quyền khởi kiện A nữa. Tức là B không được yêu cầu tòa án hay trọng tài giải quyết nữa. Và chúng ta vận dụng các quy định về thời hiệu khởi kiện. Thì cái này chúng ta là không được quyền khởi kiện, như đôi khi người ta khởi kiện nhưng bên bị đơn người ta không phản đối thì tòa vẫn xem xét. Như chúng ta giả sử người ta phản đối thì chúng ta lưu ý là B không còn quyền khởi kiện A. Nhưng cái nghĩa vụ trả nợ của A đối với B chưa chấm dứt. Cái quyền khởi kiện nó chấm dứt thôi, chứ cái quyền nội dung nó chưa chấm dứt. Đó. Bởi vì thời hiệu mà chúng ta vừa phân tích vừa rồi là thời hiệu khởi kiện, chứ không phải thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ. Chỉ có thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ thì mới làm chấm dứt nghĩa vụ. Còn các thời hiệu khác khi chấm dứt không làm chấm dứt nghĩa vụ. Đây là cái điểm mà rất nhiều người hay nhầm lẫn. Tại vì có nói là thời hiệu, nhưng phải phân biệt thời hiệu nào. Có bốn loại thời hiệu thì chỉ có một loại thời hiệu là thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ mới làm chấm dứt nghĩa vụ mà thôi. Còn thời hiệu khởi kiện hay thời hiệu giải quyết việc dân sự không làm chấm dứt nghĩa vụ. Đây là cái điểm lưu ý mà hay có nhầm lẫn. Cái lưu ý tiếp theo, trong thực tế rất hiếm khi có thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ. Chúng ta có thời hiệu khởi kiện thôi, chứ rất hiếm khi có thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ. Do đó, đây là trường hợp rất hiếm khi được vận dụng trong thực tiễn. Bởi vì nó ít tồn tại, thì ít có cơ hội được vận dụng. Nó khác với thời hiệu khởi kiện. Hiện nay rất nhiều nghĩa vụ có thời hiệu khởi kiện. Nhưng chúng ta đã phân tích, khi hết thời hiệu khởi kiện, không có cơ sở để khẳng định thời hiệu, nghĩa vụ nó chấm dứt. Chỉ cái quyền khởi kiện, quyền yêu cầu tòa án, quyền yêu cầu trọng tài bị ảnh hưởng thôi. Chứ cái quyền về nội dung vẫn còn, cái nghĩa vụ đấy về bản chất vẫn tồn tại. Thì đây là cái điểm lưu ý mà thực tế rất nhiều người hay nhầm lẫn. Khi chúng ta cứ nhìn từ thời hiệu, phải lưu ý chỉ có một loại thời hiệu, đó là thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ thôi, còn các thời hiệu khác không làm chấm dứt nghĩa vụ. Đấy là căn cứ số 7. Chúng ta chuyển sang cái căn cứ số 8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ đó do chính cá nhân pháp nhân đó thực hiện. Đó. Thì cái nội dung này đã được làm rõ hơn ở điều 382. Cụ thể ở điều 382 chúng ta thấy nêu như sau: khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về việc nghĩa vụ thực hiện chỉ dành cho cá nhân hoặc pháp nhân là bên có quyền, mà cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt thì nghĩa vụ nó chấm dứt. Chỉ có lưu ý nhỏ như vậy thôi, thực ra cũng nhắc lại cái điều luật thôi. Nhưng ở đây chúng ta lý giải vì sao nó chấm dứt. Thì Bộ Luật Dân Sự nói là đây là nghĩa vụ do chính cá nhân, đây là nghĩa vụ do chính pháp nhân thực hiện. Nói cách khác, đây là nghĩa vụ gắn liền với nhân thân. Khi nghĩa vụ gắn liền với nhân thân thì nghĩa vụ chấm dứt khi chủ thể thực hiện nghĩa vụ để chấm dứt chết. Thì cái này chúng ta quay lại một chút, quay lại một chút so với các quy định mà chúng ta học ở phần thừa kế để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Trong phần thừa kế chúng ta đã thấy người chết có thể để lại nghĩa vụ. Thì khi bàn về thừa kế, chúng ta chỉ bàn về nghĩa vụ về tài sản thôi. Chúng ta lưu ý là nghĩa vụ về thừa kế chuyển cho những người thừa kế là chỉ là nghĩa vụ tài sản thôi, chứ không đề cập tới nghĩa vụ nhân thân. Chính vì vậy chúng ta hiểu rằng đối với nghĩa vụ có hai dạng: nghĩa vụ tài sản và nghĩa vụ nhân thân. Nghĩa vụ gắn liền với nhân thân thì nghĩa vụ này chấm dứt khi chủ thể chấm dứt
cá nhân chết. Chẳng hạn, A cam kết vẽ cho B một bức tranh. A cam kết vẽ cho B một bức tranh. Thì A có nghĩa vụ vẽ bức tranh cho B. Nghĩa vụ vẽ bức tranh này là gắn liền với A. Cho nên khi A chết, nghĩa vụ của A đương nhiên chấm dứt. Bởi vì đây là nghĩa vụ do chính A thực hiện. Thì trên cơ sở các quy định mà chúng ta đã phân tích, chúng ta đã nêu ở phần trên, đây là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Lưu ý, theo điều luật vừa nêu, tức là theo điều 372 khoản 8 và điều 382 thì đây phải là nghĩa vụ chỉ dành cho cá nhân, chỉ dành cho pháp nhân, hay là nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện. Do đó, những nghĩa vụ khác không chấm dứt nếu không phải là nghĩa vụ dành cho cá nhân, dành cho pháp nhân, không phải nghĩa vụ do chính cá nhân, chính pháp nhân đấy thực hiện. Chẳng hạn, A vay tiền của ngân hàng. Như vậy A phải trả tiền cho ngân hàng. Thì trong trường hợp này, nghĩa vụ của A đối với ngân hàng không phải là nghĩa vụ chỉ dành cho cá nhân đó. Đây không phải là nghĩa vụ mà chỉ cá nhân A mới có thể thực hiện. Hay nói cách khác, đây không là nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của A, mà đó là nghĩa vụ tài sản của A. Cho nên khi A chết, nghĩa vụ này không chấm dứt. Mà chúng ta đã biết khi chúng ta học về thừa kế, nghĩa vụ này được chuyển sang cho những người thừa kế mà chúng ta đã học ở kỳ trước. Thì đấy là căn cứ số 8. Chúng ta chuyển sang căn cứ số 9. Đó là bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế, hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân cả. Đó là căn cứ số 9. Thì ở đây Bộ luật dân sự không làm rõ ở trong phần sau, nhưng chúng ta hiểu rằng rất đơn giản. So với căn cứ trước thì chúng ta xem xét cái tính nhân thân là tính nhân thân gắn liền với người có nghĩa vụ. Còn căn cứ ở khoản 9, đây thực chất vẫn là nghĩa vụ mang tính chất nhân thân. Nhưng nhân thân ở đây không phải nhân thân là gắn liền với người có nghĩa vụ, mà nhân thân ở đây là gắn liền với người có quyền. Do vậy, khi người có quyền là cá nhân chết hay người có quyền là pháp nhân chấm dứt thì nghĩa vụ này nó cũng chấm dứt. Để hiểu rõ hơn, chúng ta lấy ví dụ sau đây. A có nghĩa vụ cấp dưỡng cho B. Tức là B là người có quyền thừa hưởng cái cấp dưỡng đó. B là người có quyền đối với nghĩa vụ cấp dưỡng đó. Trên cơ sở điều 372 khoản 9 vừa rồi, thì khi B chết, cái quyền được cấp dưỡng đấy không nằm trong khối di sản. Bởi vì đây là quyền gắn liền với nhân thân. Cho nên khi B chết, nghĩa vụ cấp dưỡng cũng chấm dứt. Và như vậy, A không còn phải cấp dưỡng nữa khi B chết.
Thì đấy là cái nội dung được quy định ở khoản 9 liên quan tới nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của người có quyền, chứ không phải gắn liền nhân thân với người có nghĩa vụ mà chúng ta thấy ở phần sau, ở phần số 9. Chúng ta chuyển sang căn cứ tiếp theo là căn cứ số 10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác. Đó chính là khoản 10, điều 372. Khi chúng ta đọc khoản 10, điều 372, thì để nghĩa vụ chấm dứt, nếu chúng ta chỉ thuần túy đọc ở khoản 10, điều 372, thì chúng ta hiểu rằng để nghĩa vụ chấm dứt thì phải tồn tại hai điều kiện. Một là vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn. Hai là được thay thế bằng nghĩa vụ khác. Nếu chúng ta chỉ có đọc ở khoản 10, điều 372, thì chúng ta sẽ thấy để chấm dứt phải có hai điều kiện. Một là vật đặc định không còn. Hai là được thay thế bằng nghĩa vụ khác. Đây là cái quy định mà chúng ta cần phải lưu ý. Nó không hoàn toàn chính xác. Cái này để hiểu rõ hơn khoản 10, chúng ta phải đọc tiếp điều 382. Điều 382. Cụ thể, chấm dứt nghĩa vụ khi vật đặc định không còn. Đoạn đầu 383 có quy định nghĩa vụ giao vật chấm dứt trong trường hợp vật phải giao là vật đặc định không còn. Các bên có thể thỏa thuận thay thế vật khác hoặc bồi thường thiệt hại. Như vậy chúng ta thấy khi đọc ở điều 382, chúng ta thấy chỉ cần một điều kiện, chứ không phải hai điều kiện. Đó là vật đặc định không còn. Cái việc thay thế không là căn cứ, không là cái điều kiện để chấm dứt nghĩa vụ. Thì cái này chúng ta lưu ý, giả sử A có nghĩa vụ giao cho B một chiếc xe. Chiếc xe là vật đặc định. A có nghĩa vụ giao cho B một là vật đặc định. Do sự kiện bất khả kháng, ví dụ do lũ, chiếc xe này bị cuốn trôi, hoàn toàn có thể được coi việc cuốn trôi này là do bất khả kháng. Thì lúc này vật đặc định không còn. A nghĩa vụ giao vật đặc định đương nhiên chấm dứt, không cần phải cái thỏa điều kiện là được thay thế gì cả. Nếu hoàn toàn do sự kiện bất khả kháng thì A được miễn thực hiện nghĩa vụ và nghĩa vụ này nó chấm dứt, chứ không cần phải đòi hỏi cái điều kiện thay thế nữa. Do đó khi đọc khoản 10 điều 372, chúng ta phải kết hợp nó với điều 383, nếu không chúng ta sẽ hiểu sai cái nghĩa của căn cứ này. Cái nội dung này thực chất khi chỉnh lý điều 372 ở Quốc hội, tôi đã cảnh báo là nên có cái điều chỉnh ở cái khoản 10 để tương thích với điều 373, nhưng rất tiếc rằng đã không được lắng nghe. Do vậy chúng ta phải lưu ý tới cái việc vận dụng nó. Ngoài ra điều 372 còn có cái căn cứ nữa là số 11, trường hợp khác do luật quy định. Thì trường hợp này chúng ta thấy có thể xảy ra. Chẳng hạn như chúng ta sẽ học sau này học về luật phá sản. Thì trong trường hợp này, trong luật phá sản có rất nhiều trường hợp nghĩa vụ được chấm dứt nó không nằm thực sự trong các căn cứ mà chúng ta đã phân tích ở trên, mà nó do luật quy định. Thì cái này sau này các bạn học về luật phá sản thì các bạn sẽ biết rõ hơn. Như vậy chốt lại, chúng ta có những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ, và các căn cứ này đã được hệ thống hóa ở điều 372, và các căn cứ này được cụ thể hóa ở các điều luật tiếp theo. Và tùy từng
căn cứ mà chúng ta có những đặc thù riêng. Thì đấy là một số cái lưu ý về căn cứ chấm dứt nghĩa vụ mà chúng ta đã phân tích. Thì trước khi chuyển sang phần khác, không biết các bạn có cái thắc mắc gì, liên quan đến căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ hay không? Các bạn, bạn nào muốn hỏi thì các bạn hỏi qua micro nha. Rồi các bạn, tôi dành một ít thời gian để các bạn hỏi về các căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ mà chúng ta đã phân tích. Các bạn hỏi đi. Rồi bạn Anh giơ tay có ý kiến gì không? Dạ thầy, là cho em hỏi là nếu trong trường hợp mà người cha chết mà còn thiếu nợ mà tài sản của người cha không đủ để trả thầy, thì người con có tiếp tục trả khoản nợ đó hay không thầy? Tức là người cha chết, ví dụ như để lại món nợ là khoản tiền, mà người cha lại không có di sản, đúng không? Hoặc là di sản không đủ, thì chúng ta lưu ý rằng đây là nghĩa vụ về tài sản. Cho nên nghĩa vụ này nó không chấm dứt khi người cha chết. Nghĩa vụ này không chấm dứt thì phải thực hiện như nào? Thì chúng ta đã học các quy định về thừa kế. Thì nghĩa vụ này sẽ do những người thừa kế thực hiện. Nhưng những người thừa kế thực hiện là trong phạm vi di sản mà thôi. Trong phạm vi phần di sản mà họ được nhận mà thôi. Những cái tình huống của em đã nêu. Thì trong trường hợp này chúng ta lại thấy là gì? Là người cha không để lại gì nhỉ? Di sản. Thì về mặt nguyên tắc, những người con không có nghĩa vụ thực hiện. Và đây không là trường hợp chấm dứt nghĩa vụ. Và bộ luật dân sự có quy định trong phần thừa kế là trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Do đó những người con không phải thực hiện nghĩa vụ này do là không có di sản, nhưng họ có thể thỏa thuận khác, và người con có thể thỏa thuận với người có quyền là thực hiện. Và thực tế rất nhiều trường hợp người con thỏa thuận với người có quyền thực hiện, bởi vì đó là cái nghĩa vụ của cha mẹ để họ tự nguyện làm. Do đó đây là cái lưu ý nha em. Như vậy đây là nghĩa vụ tài sản, thì theo điều 372 nghĩa vụ này nó không được nhỉ, không chấm dứt. Còn khi người cha không còn tài sản thì người con vẫn có thể thỏa thuận thực hiện được. Được chưa? Rồi, có ai thắc mắc gì nữa không? Trong điều 383 thì cái đoạn sau nó có nói là các bên có thể thỏa thuận thay thế vật khác hoặc một thì em nói rõ, em nói gần micro hơn một chút không? Mà cái em nào muốn nói thì em nói rõ gần micro một chút không? Vậy thưa thầy là em có không? Em kéo cái micro của em xuống để cho mọi người nhìn thấy mặt được không? Vậy thưa thầy là em có câu hỏi là ở điều 383 thì ở cái đoạn mà đoạn thứ hai thầy nó có nêu là các bên có thể thỏa thuận thay thế vật khác hoặc bồi thường thiệt hại. Vậy thì nếu như mình có thể căn cứ vào đó, tại sao mình không, tức là tại sao luật lại quy định ở đây là cái căn cứ để chấm dứt nghĩa vụ mà không phải là phát sinh nghĩa vụ mới ạ? Thì nó là một cái căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ. Nhưng cái điều là gì? Các bên có thể thuận thay thế vật khác hoặc bồi thường thiệt hại. Đây chỉ là cái giải quyết hệ quả của nghĩa vụ nó chấm dứt thôi em. Ví dụ như trường hợp vừa rồi giao chiếc xe mà tôi nói mà lũ cuốn trôi và hoàn toàn do bất khả kháng, thì cái nghĩa vụ giao vật đặc định là chiếc xe đấy hoàn toàn chấm dứt. Nhưng khi chấm dứt thì các bên hoàn toàn có thể giải quyết cái hệ quả của việc chấm dứt. Đó là có thể thỏa thuận bồi thường. Em hiểu không? Tùy từng hoàn cảnh, cho nên nó không phải là đương nhiên mà chỉ có thể thôi em. Rồi, còn ai thắc mắc gì liên quan đến thực hiện nghĩa vụ nữa không em? Chấm dứt nghĩa vụ nữa không em? Rồi, nếu các bạn không có thắc mắc gì liên quan đến phần chấm dứt nghĩa vụ thì chúng ta chuyển